Lý Hùng sinh năm 1969 trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Là con nhà võ, có cha là võ sư, nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh, nên từ nhỏ Lý Hùng đã đam mê võ thuật hơn diễn xuất. Tuy nhiên, mẹ anh đã khuyên con trai nên đi theo con đường nghệ thuật hơn là trở thành võ sĩ. Con đấm người ta ba cái, thì người ta cũng trả về cho con hai cái. Không ai đứng yên cho người khác đánh mình cả, mẹ đã không cho tôi lên võ đài. Mẹ tôi là người đứng sau lo liệu cho gia đình, rất đảm đang, anh kể. Sau vai diễn đầu tiên là một cậu bé bán báo trong bộ phim Phượng, Lý Hùng anh bắt đầu theo đuổi nghiệp diễn. Đến năm 12 tuổi, anh được giao vai chính đầu tay trong tác phẩm Đàn chim và Cơn bão. Năm 1988, Lý Hùng đảm nhận vai Phạm Công, đóng cặp cùng Diễm Hương trong phim Phạm Công, Túc Hoa. Thành công của bộ phim đã đưa tên tuổi cặp đôi Lý Hùng, Diễm Hương vụt sáng thành sao. Những năm thập niên 90 được xem là thời hoàng kim của Lý Hùng. Anh được mệnh danh là ông vua màng bạc khi tham gia gần 100 bộ phim và đều là vai chính. Những năm thập niên 90, Lý Hùng được mệnh danh là ông vua màng bạc. Sở hữu diện mạo điển trai, lãng tử kết hợp với tài năng diễn xuất và võ thuật, Lý Hùng được xem là một hiện tượng khi góp mặt trong hàng loạt bộ phim ăn khách như Phạm Công, Cúc Hoa, Người Không Mang Họ, Ngọc Trong Đá, Thăng Long Đệ Nhất Kiếm, đôi ngã đường tình. Thậm chí, anh còn được mời đóng nhiều tác phẩm quốc tế như Hồng Hải Tặc, Kế Hoạch 99, Cảnh sát Đặc Khu. Với độ nổi tiếng vào thời điểm ấy, Lý Hùng từng được Guinness Việt Nam ghi danh với kỷ lục Nam diễn viên có các xê cao nhất Việt Nam với con số 30 triệu đồng một tập. Trong khi đó, mỗi chỉ vàng thời ấy chỉ có giá 400.000 đồng. Nếu tính ra giá trị ở hiện tại, chưa ai vượt qua được kỷ lục này của anh là tài tử số một màn bạc thập niên 90, Lý Hùng cũng được kết đôi cùng rất nhiều mỹ nhân đình đám bậc nhất bấy giờ như Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng, Thu Hà, Lý Thu Thảo. Vì thế, anh thường bị bạn bè trêu trọc là sướng nhất, vì gặp cô nào trẻ đẹp cũng ôm hết. Tuy nhiên, cuối những năm 1990, Lý Hùng dần vắng bóng trên màn ảnh. Từ năm 2000, khi dòng phim thị trường ở Việt Nam bão hòa và rơi vào bế tắc, anh lớn sân sang ca hát và đã cho ra mắt ba album ca nhạc. Tuy nhiên, sự nghiệp âm nhạc của nam diễn viên không để lại nhiều dấu ấn như điện ảnh. Năm 2005, Lý Hùng trở lại màn ảnh với vai Trung úy Nguyễn Trực trong bộ phim Đô Lát Trắng. Hiện tại, dù đã qua thời đỉnh cao, nhưng tên tuổi của anh vẫn còn sức hút nhất định với công chúng. Những đệ nhất mỹ nhân đình đám một thời như Diễm Hương, Việt Chinh đều từng là bạn diễn của Lý Hùng. Điển trai, nổi tiếng và hào hoa, Lý Hùng được rất nhiều người theo đuổi. Theo tiết lộ của Lý Hương, em gái của ngôi sao Phạm Công, Cúc Hoa trong một chương trình truyền hình, số người theo đuổi anh cô nhiều, không thể đếm xuể. Tuy nhiên đến hiện tại, dù đã bước sang tuổi 52, nhưng Lý Hùng vẫn sống độc thân, không vợ con. Cũng chính vì thế mà nam diễn viên phải đối mặt với nhiều lời đồn thổi về giới tính. Nhưng anh khẳng định bản thân chuẩn men 100% và không bận tâm đến những lời bàn tán lý giải về chuyện đến nay vẫn chưa chịu cưới vợ lý hùng cho biết bản thân anh không phải là người kén trọn đó là chuyện duyên nợ duyên số nữa thường thường ai cũng muốn có mái ấm duyên nhưng người ta có câu thiên đường ở trái tim ta mình cứ sống vậy đi mai mốt đây mình có gia đình thì cũng là hạnh phúc cũng là thiên đường còn bây giờ dù mình chưa có gia đình thì cũng là thiên đường thôi tài tử tâm sự diện mạo của Lý Hùng ở tuổi 52. Hiện tại, ngoài nghệ thuật, Lý Hùng còn dành thời gian cho công việc kinh doanh, làm từ thiện và chăm sóc mẹ già. Nam diễn viên chia sẻ những năm gần đây, bản thân anh ít tham gia nghệ thuật vì muốn chọn chương trình, tác phẩm phù hợp. Những khi rảnh rỗi, Lý Hùng thường tìm đến những thú vui riêng như nghe nhạc, tập gym, tập võ, đọc sách báo, xem bóng đá. Dù không lập gia đình, nhưng nam diễn viên không cảm thấy chống trải. Cô đơn vì luôn có mẹ và em gái ở gần bên. Thời điểm hiện tại, khi dịch Covid-19 bùng phát, Lý Hùng hạn chế đi ra ngoài. Anh dành thời gian để chăm sóc cây cối như một cách để thư giãn trong mùa dịch. Nam tài tử tâm sự, với anh bây giờ hạnh phúc chỉ đơn giản là mỗi sáng thức dậy vẫn thấy bản thân và gia đình khỏe mạnh, bình an. Dù không kết hôn, nhưng Lý Hùng vẫn vui vẻ với cuộc sống độc thân hiện tại. Ngoài công việc anh dành thời gian cho những thú vui riêng như chăm sóc cây cối, tập diêm, tập võ.